Mời nhà trai. Rồi ngồi đi em trai. Rồi xin mời nhà gái. Bây giờ á, là hai bạn đã có mặt trên sân khấu rồi. Hai bên cùng giới thiệu lớn lên cho đối phương cùng nghe. Bắt đầu. Em chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Xin chào quý vị khán giả đang xem tại phim trường. Và chào bạn gái bên kia. Em tên là Trương Hương Anh. Hiện tại năm nay là 26 tuổi. Sống và làm việc ở quê. Quê đâu? Quê ở Long An. Làm gì? Là nghề buôn bán. Buôn bán gì? Buôn bán gà vịt. À, bán gà bán vịt thôi hả? Dạ. 11 chứ anh Quyền Linh nhớ về quê em ủng hộ. Quyền nào? Quyền Đức Huệ, tỉnh Long An. Đức Huệ ha, đi tỉnh lộ 50, tỉnh lộ 10 đúng không? Dạ đúng rồi. À. Ủa trước khi em làm buôn bán á, thì là em có làm cái nghề gì không? Dạ lúc trước thì em đi học bên ngành cơ khí bên cao đẳng đó. Rồi có em có làm không? Có đi ra trường có làm không? Dạ ra trường em làm được một tháng rồi về. Lý do là về ba mẹ hơi bệnh xíu nên là không có ai nhà về thôi em về. Em làm đúng nghề, học cơ khí ra bán gà bán vịt. Ủa tức là nhà ba mẹ nuôi gà vịt rồi sẵn về làm kinh doanh luôn hay sao? Không em về em phụ chị nè, là phụ buôn bán. Bán vịt gà vịt là quay hay là gà vịt bán ký hay sao? Bán ký. Tức là mình thu mua về mình bán đúng không? Dạ em như là em đi lấy hàng xong về em bán cho phân phối cho tất cả. À phân phối tất cả luôn đúng không? Dạ. Còn em giới thiệu nè. Dạ em chào chị Hồng Vân, chào anh Hùng Linh, chào bạn trai bên kia, chào quý vị khán giả. Em tên là Bảo Trân, em 23 tuổi, hiện là nhân viên bán hàng, em đến từ Mỹ Tho, Tiền Giang. Em bán gì? Dạ, em bán thời trang nam á anh Linh. Thời trang nam ha? Dạ. Thời trang nam. Rồi hai người cùng đều là buôn bán hết. Nói chung hai người buôn bán cũng lành lắm nè ha. Lành lắm á. Mình phải đàn gái cho đàn trai biết chút xíu về ưu điểm khuyết điểm đi. Đúng rồi, ưu điểm khuyết điểm. Dạ. Ưu điểm của em là vui vẻ, hay cười. Em tôn trọng về lễ phép với người lớn nữa. Em cũng khéo tay. Còn khuyết điểm thì em hơi bị vụng về á. Em cầm cái gì em cũng hay bị nhớt á. Vậy hả? Em hay suy nghĩ sâu xa chị. Giống như là chuyện đó nó chưa đến mà em đã tính trước rồi. Rồi cái mình đặt hy vọng quá cái chuyện đó rồi xong rồi mình bị thất vọng. Bị thất vọng. Dạ. Rồi anh trai, dạ. Em có ưu điểm khuyết điểm gì? Em chỉ khuyết điểm em trước đi. Khuyết điểm thì em thì nó hơi quên chứ. Tại hơi quên. Dạ. Với nhà cửa thì như cũng hơi bề bộn bề. Gì? Nhà cửa hơi bề bộn. Không bề bộn chứ. Bồn bề hả? Bề bộn. Em có mấy mối tình rồi? Dạ em thì có một mối tình mà mối tình đó là chỉ mối tình đơn phương thôi, yêu xa. Ủa đơn phương tức là mình nhìn người ta xa mình nhớ người ta hay sao? Không nhìn vô tự nhiên con tim mình nó sẽ mở cửa ra nó đập phịch vậy. Nó mở ra nó đập luôn hả? Dạ nó mở đập nứt nực luôn. Trời dữ gì thôi. Dạ. Rồi sao không nói cho người ta biết? Sau một thời gian 1 năm tới năm thứ 2 thì kiểu mà chịu hết nổi rồi là tim sẽ vỡ thì nói ra thì cuối cùng em vẫn làm ngơ vậy thôi. Làm cái cửa tim nó đóng lại luôn. Không, vẫn theo. Cuối cùng thời gian đi học bên em đi học với Sài Gòn nè. Và bạn đó cũng đi học bên Sài Gòn mà bên Quân Ly á. Em cũng qua cũng ngày lễ ngày lộc này kia em cũng đi tặng quà tặng bông vậy nè. Có tặng quà? Dạ. Cô có lấy không? Lấy chứ. Nhưng mà trong quân đội vậy có người. Dạ chị. Cô lấy rồi sao? Cô lấy thì cô nhận thì vẫn nói chuyện bình thường qua lại chứ không xem là gọi là tình yêu. Có nắm tay cô lần nào không? Không. Chưa nắm tay, có được một mối tình đơn phương đó thôi mà chưa nắm tay luôn. Dạ. Như vậy là đồng nghĩa với việc là chưa hôn ai bao giờ. Dạ. Đồng nghĩa với việc là em còn trinh nguyên. Chắc vậy rồi. Trinh nguyên luôn. Đó còn em thì sao, tình trường của mình như thế nào? Dạ em có quen một bạn thì mối tình được 2 năm á chị. Bạn đó thì cũng rất tốt với em nhưng mà nhiều khi giấu giếm em rồi không có nói thật cho em biết. Em thấy vậy hoài rồi cái cảm như lòng tin của mình bị mất đi á. Rồi cái thôi em dừng tình cảm lại. Em là người chủ động. Dạ. Em tưởng tượng bạn gái bên đây sao? Nghe giọng miền Tây là em thích rồi. Nhưng mà em tưởng tượng cổ sao, em tả thử chị coi có đúng không? Chắc cỡ đẹp thì có Hồng Vân rồi. Dạ cao cỡ vậy ạ. Cao cỡ chị hả? Dạ. Cao cỡ vậy là em mệt á. Dạ em cao 1,5 m à. Cao 1,5 m. Chị 1m67 thôi à? Không có nhiều hả? Chắc theo em nghĩ là da chắc bạn gái bên kia là chắc cũng không có trắng lung. Không có trắng lung. Rồi á, rồi sao tóc thì sao? Tóc thì chắc cũng có nhộm màu. Tóc thì trắng lung. Tóc cũng có nhộm màu. Dạ. Tại vì buôn bán mà thời trang. À buôn bán thời trang thì chắc nhộm màu. À em suy luận đúng không? Rồi. Có duyên không? Thì chắc có duyên mới buôn bán được. Đó, hay, công nhận bạn này siêu lần hay quá. Có nghĩa là em chỉ trật có một cái thôi, da trắng bóc à? Hả? Còn em da sao? Trắng, tóc trắng luôn á, nhiều khi người ta dạ chắc em nghĩ anh bên đó chắc da ngâm. Dạ sao, trắng tươi hả? Dạ. Da ngâm sao nữa? Người chắc cũng vừa, không to lắm mà cũng không gầy lắm. Đẹp trai không? Chắc dễ nhìn. Bây giờ á, em muốn một người đàn ông như thế nào? Dạ theo mẫu hình lý tưởng của em á. Theo mẫu hình của em giống như anh Hùng Linh vậy đó. Người đàn ông của gia đình đó. Đó tôi đề nghị mai mốt tôi bỏ cái ông này đi. Mai mối kiểu gì mà người ta toàn thích vậy, cái người bên kia ta chạnh lòng. Thích là giống như cái tính tình vậy đó. Tính tình yêu thương gia đình nha. Dạ. Nhớ nhà này được mà. Này rất yêu thương gia đình, có hiếu nè ha. Anh thấy được đó. Không bây giờ vậy mình chắc mình phải hỏi gia đình đi. Đúng rồi. Bạn đi với ai? Dạ em đi với mẹ với chị, hai người chị với một anh. Rồi chào dạ. Cô. Chào cô. Dạ con chào cô. Dạ em xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Dân. Em là chị của Châu Thanh. Hôm nay em đến chương trình này là cũng mong là chị em mình tìm được một người bạn. Nãy giờ em để ý người em gái này rất là dễ thương, rất là quá đẹp, quá dễ thương luôn. Chị có thấy thích bấm nút đi cưng ơi. Còn em đi với ai ạ? Dạ em đi với mẹ của em. Hôm nay có gia đình hai bên luôn nè. Chị chào chú Quyền Linh, chào cô Hồng Dân, khán giả trong trường quay. Chị là mẹ của cháu Trân. Theo nhận xét của chị thì chị thấy cháu trai bên đây cũng hiền, dễ thương, biết lo buôn bán. Lên đây thì lên chương trình này là cũng là một cái duyên. Nên mẹ cũng mong con, mong hai cha, hai con là cho nhau một cơ hội để tìm hiểu và tiến xa hơn nữa. Cảm ơn chị. Vậy gia đình hai bên ủng hộ rồi đó. Rồi thôi bây giờ mở màn ra đi. Hát bài gì không? Cậu Vòng Khuyết đi. Mở rào. Đưa là hát liền nha. Ba, hai, một, bắt đầu. Ai đã yêu một lần vì tình yêu ai... Thôi anh hát vậy là cũng nghe cái giọng anh được rồi. Xin anh gửi tặng cho em một bữa ông. Cho anh cái luôn. Trên cái này. Trời ơi trời. Trời ơi ông vượt rào vậy đó hả ông? Dạ. Em cũng có món quà tặng anh đó. Rồi, ôm cái nữa. Có quà là ôm liền. Ôm cái nữa, đúng rồi. Thôi cho anh ôm cái nữa. Trời ơi áo mặc thử đi. Bướm thử coi sao. Bướm thử. Mặc có vừa không? Ôi đẹp ghê luôn á. Mặc vô đi khác liền luôn, mặc vô đi. Rồi cắt vô để mất. Cắt vô để mất. Ai đây lấy của ổng không là mất. Trò chuyện đi. Lộn hả? Nãy em giới thiệu anh cũng không có rõ tên em có thể với lại hiệu tên em lại cho anh được. Dạ em tên là Bảo Trân á anh. Bảo Trân. Bảo Trân hả? Thích Bảo Trân, thích Bảo Trân. Em đẹp không nói gì luôn. Em đẹp quá là nói liền. Dạ. Rồi đẹp. Anh vậy để em hỏi cho. Em hỏi trước đi. Anh ở anh nói là anh ở Long An hả? Đức Huệ. Anh ở Long An, Đức Huệ. Đức Huệ. Dạ. Rồi em bán với đồ vậy là lâu chưa? Em làm ở đây cũng được mấy tháng á anh. Tại vì công việc mới. Dạ. Lúc trước em dạ lúc trước thì em làm bên công ty dài. Nếu mà mình tiến đến hôn nhân thì khoảng bao lâu thì em và anh sẽ đến với nhau kết hôn? Dạ nếu mà tìm hiểu mà thấy cảm thấy hợp nhau thì em cũng muốn trong thời gian ngắn anh. Vậy thì trong thời gian nếu mà mình hẹn hò với nhau thì khoảng như một tuần hay là một tháng anh lên em muốn chọn cái nào? Tại vì em nghĩ là Long An xuống Mỹ Tho chắc mất bao lâu thời gian á? Chắc cỡ 4 tiếng. Đi đâu dữ vậy? Tại vì đâu biết đường đâu. Trời đất ơi. Em thì muốn tìm người bạn trai cũng ở gần chỗ em á. Để nhiều khi những lúc mà rảnh rỗi hay là em muốn gặp thì nó cũng dễ hơn. Thì em cho như anh cũng làm thì em cũng làm, cái thời gian rảnh thì chắc cỡ nửa tháng mình gặp nhau lần. Vậy được rồi. Được chưa? Dạ bấm được rồi. Dạ bấm được rồi. Mặc áo thử coi đẹp không rồi bấm. Còn cái áo đâu nữa bấm. Đây. Không còn. Áo đâu? Thôi, có em rồi khỏi cần áo. Cũng thông minh lắm. Bây giờ nè, anh hỏi thật nha. Dạ. Nãy giờ mình nói chuyện vui, bây giờ mình nhìn kỹ lại cô gái này có phải cảm giác một nửa thương của mình hay không? Mình cảm giác rung động gì không? Mình nói cho cô ấy biết đi. Dạ, em nhìn anh có rung động chưa? Đang hỏi em đó. Hỏi à? Luôn rung động nè. Rung động từ phút giây ban đầu một nụ cười của em đó. Cửa lòng. Cái cửa trái tim nó có mở ra chưa? Nãy giờ chưa vô là mở trước rồi. Em, bạn nữ, bạn nói về cái cảm nhận của bạn đi. Dạ thì em thấy anh á thì cũng hiền, dễ thương nữa, với lại thật thà nữa. Nhưng mà em thì cũng là không có rung động nhiều. Nhưng mà em cũng muốn á là mình cũng tạo cho nhau cái mối quan hệ á anh. Ví dụ như mình làm bạn bè rồi, nếu mà được thì mình tiến tới nữa. Dạ, trời, cảm ơn em. Hết thời gian mà để tay nút bấm đi. Theo thông lệ của Bạn Muốn Hẹn Hò, bấm nút là chúng ta cho cơ hội để yêu nhau, để hẹn hò với nhau. Và bấm nút xong, chắc chắn sẽ có nụ hôn đầu tiên. Vậy thì hãy kiểm tra kỹ lại xem nụ hôn ấy có được đặt trong ngày hôm nay không. 30 giây suy nghĩ và quyết định. Bắt đầu. 1 2 3. Hết thời gian. Em gái không bấm. Cảm ơn anh đã đến với chương trình nha. Không có gì. Dạ. Bạn gái cũng là một cô gái rất là thông minh, rất là năng động đấy. Cũng có thể là bạn với nhau. Có lẽ thế này nè, có thể vui, có thể thoải mái, nhưng có những lúc quan trọng á là chúng ta phải thật sự là nghiêm túc. Anh nghĩ là bạn gái cũng rất là tin khi nhìn nhận điều đó, đúng không em? Chắc có lẽ hai đứa có duyên mà không có phận thôi. Chúc hai đứa sẽ sớm tìm một nửa yêu thương của mình. Biết đặt mình vào vị trí của người khác để suy nghĩ. Nói chung là cái gì cũng biết. Khuyết điểm thì nó cũng giống vậy luôn, cái gì em cũng biết. Tôi nghe vừa ăn chơi tứ đổ tường phải coi chứ. Em chỉ muốn là bạn đó có thể là vừa lòng với ba mẹ em được rồi. Hứa không làm em buồn nè, hứa sẽ làm em vui, hứa không làm em khóc nè, hứa bên em suốt đời. Mời nhà trai. Thôi, chào anh trai. Chào anh trai. Ngồi đi em. Rồi mời cô gái. Bây giờ thì đàn trai, nhà gái đã có mặt trên sân khấu rồi. Mời em trai. Dạ em xin chào quý vị khán giả trong trường quay. Em tên là Nguyễn Phương Anh, em sinh năm 1990. Hiện em đang làm việc tại chuỗi salon tóc Nam với vị trí là quản lý cửa hàng. Dạ quê em thì ở Cần Thơ, em đang sinh sống và làm việc tại Cần Thơ luôn. Còn em sao Kim? Dạ em tên là Nguyễn Hữu Mai Trang, năm nay 31 tuổi, quê ở Kim Giang và hiện tại là đang làm việc ở Phú Quốc. Em làm sales manager cho một cái resort ở Phú Quốc ạ. Trời ơi, cái cô gái này nhìn cổ nhỏ so với tuổi quá nhiều luôn á. Dạ. Thực sự Vân tưởng cổ có 22, 23 thôi. Ai vậy cô nói tuổi Vân hết hồn luôn. Bên đây lúc đầu nhìn đâu tưởng 18 á. Em nói cái điểm mạnh của em và cái điểm yếu của em cho chị nghe coi. Dạ, điểm mạnh của em là biết đặt mình vào vị trí của người khác để suy nghĩ. Nên anh có thể thông cảm được với đối phương. Còn nhược điểm thì... thỉnh thoảng thì em cũng hơi nóng tính và bướng bỉnh. Em ăn nhiều. Ăn nhiều thì em lo được, tại em biết nấu ăn. Hay quá. Em nấu ăn ngon lắm. Nấu ăn ngon lắm nha. Rồi ưu điểm còn gì nữa Phương Anh? Dạ ưu điểm của em thì nói chung là cái gì cũng biết. Biết hát, biết làm thơ, biết rap, biết nhạc. Dữ gì đó hả? Bây giờ đọc rap cho nó vui cái. 2, 3. Trái tim anh chỉ có một và nó chỉ dành cho em. Tình yêu anh chỉ có một và nó cũng dành cho em. Em không cần phải lo lắng hay phải suy nghĩ gì thêm, bởi vì anh luôn bên cạnh dù bất kể là ngày hay đêm. Hứa không làm em buồn nè, hứa sẽ làm em vui, hứa không làm em khóc nè, hứa bên em suốt đời. Không biết là những bông hồng có đang ganh tị với em không, bởi vì tất cả lời anh nói nó xuất phát từ tấm lòng. I love you, you can love me. Bước đến nắm lấy tay anh và anh sẽ dắt cho em đi đến những thiên đường xa xôi, nơi mà chỉ có hai ta. Và cũng chính ở nơi đó, đối với anh em là tất cả. Anh biết anh không được đẹp, anh không được như người ta, anh cũng không có nhiều tiền, cũng không phải là đại gia, nhưng mà chắc chắn anh hứa mua cho em thật nhiều quà nếu như em gật đầu đồng ý. Hai đứa mình sống chung một nhà. Dạ hết. Cưng quá, cưng rồi. Đó là cái ưu điểm của em đúng không? Dạ đúng. Còn rồi khuyết điểm có gì không Phương Anh? Dạ khuyết điểm thì nó cũng giống vậy luôn, cái gì em cũng biết. Có nghĩa là em biết hút thuốc, biết uống bia. Không, cái này đó chỉ là cái quá khứ thôi. Cách đây cũng chắc cũng khoảng tầm 6 năm. Vậy đó hả? Dạ đúng rồi, lúc em khoảng tầm 23, 24 tuổi á. Thì hiện tại là có thể nói là em hoàn thiện khoảng 90%. 90% rồi, thay đổi hết rồi. Dạ. Bà mối làm gì ngơ ngác gì, thay đổi hết rồi. Chào chị. Chào cưng. Dạ. Tôi nghe vừa ăn chơi tứ đổ tường tôi phải coi. 23 tuổi. Chơi mấy năm nè? Dạ em chơi khoảng tầm 3 năm á chị. Cái thời gian mà mình khoảng mình ăn chơi xong rồi cái mình bị mắc nợ rồi này kia, rồi làm ăn thì đi xuống á. Thì ba với mẹ thì cũng chịu khó trả nợ cho em các kiểu. Trả hết nợ chưa? Dạ rồi, hiện tại thì trả hết rồi. Từ sau đó em mới rút ra bài học cho mình đó, là không có ai mà ngoài ba mẹ mình. Đúng rồi, thì từ cái việc đó bắt đầu em tu chí trở lại. Dạ, em đi làm lại bắt đầu từ cái con số 0. Dạ. Giờ làm có tích cóp dư được chút nào không? Dạ, vừa đủ để lấy vợ. Rồi em đẹp trai như vậy chắc là em nhiều bồ lắm hả? Dạ, thực sự thì nói chung là cái đó cũng chính là cái lý do mà em ế. Tức là vì đẹp trai mà ế. Dạ đúng rồi. Ế rồi mới lên đây để đi tìm mấy mối tình. Em có 2 mối tình. Bây giờ cái người con gái mà em tiến tới đây nữa nè, em mong người con gái đó sẽ như thế nào? Em thì cái đòi hỏi của em nó không có cao. Em chỉ muốn là bạn đó có thể là vừa lòng với ba mẹ em được rồi. Chị đặt ra 2 giả thuyết. Ví dụ cái người con gái này á, là ba mẹ em rất là đồng ý luôn. Dạ. Nhưng mà em không có rung động. Dạ. Và ngược lại, nếu như bây giờ em cảm thấy rung động mà ba mẹ em lại không đồng ý thì em sẽ xử lý như thế nào? Trường hợp thứ nhất là em không có rung động mà ba mẹ em đồng ý á, thì em sẽ nhìn nhận lại vấn đề. Ví dụ như bạn này ba mẹ mình đồng ý những điểm nào thì mình cũng sẽ chiều theo ba với mẹ. Và em nghĩ đó là trong cái khoảng thời gian tìm hiểu á, thì cái tình yêu nó sẽ xuất phát từ cả gia đình và cả bản thân của mình nữa. Cái thứ hai á, thì do mọi chuyện trong nhà là chuyện tình cảm hay là chuyện công việc gì đó thì ở trong nhà em là người quyết định. Có nghĩa là cho dù ba mẹ không đồng ý người đó thì em cũng sẽ thuyết phục hết sức để mà em đến được với cái người bạn này. Dạ đúng không? Dạ. Thôi bây giờ thì tôi xem mắt bạn gái coi sao. Dạ em bạn gái dễ thương. Nãy giờ em nghe nói về cái quá khứ của mình á, em suy nghĩ thế nào? Em nghĩ thì bất cứ ai cũng có một quá khứ, nhưng mà miễn sao là hiện tại mình suy nghĩ hướng về tương lai là được. Nói chung là mình trải qua thất bại thì mình mới có thể cải thiện bản thân mình để tiến tới thành công. Nhưng mà tình trường của em thì sao? Tình trường của em thì cũng không có nhiều. Năm 2018 thì em mới có quen một bạn chính thức, đúng không? Dạ đúng rồi. Người bạn này chính thức quen bao lâu? Quen khoảng tầm 1 năm thôi. Khi mà chia tay thì bạn đó là người nói chia tay và cũng không có nói rõ lý do cho em biết. Bây giờ cái hình mẫu lý tưởng của em về cái người bạn trai thì em muốn như thế nào? Em thì em muốn có quen được một bạn cũng chững chạc để chăm sóc cho gia đình và cũng có một công ăn việc làm ổn định. Bên này đáp ứng được rồi đó. Thấy khoảng 90 tóc rồi. Còn ngoại hình thì sao? Ngoại hình thì có thể là cao bằng em hoặc cao hơn chút. Cơ thể thì khỏe mạnh. Khỏe, bên này khỏe lắm. Là bụng thì không có bự quá. Đầu thì không có để tóc dài. Ví dụ giờ cái bạn này bạn đẹp trai quá em có sợ không? Dạ sợ, dạ sợ. Tại vì đẹp trai quá là nhiều bạn thích quá là. Đó là ưu điểm mà cũng là khuyết điểm của bạn. Nhưng mà bạn ấy mà đẹp hơn em thì em chắc chắn là không chấp nhận. Chắc chắn là không chấp nhận. Nè, 2 con người này đứng là kế bên nhau nè. 2 người đều đẹp hết, nhưng một cái đẹp rất nam tính, một cái đẹp rất nữ tính. Làm sao mà so sánh được ông Linh đẹp hơn bà Dân hay là bà Dân đẹp hơn ông Linh được? Nói vậy không được, đúng rồi. Mặc dù trên thực tế thì Quyền Linh đẹp hơn Hồng Dân. Hồng Dân đẹp hơn Quyền Linh. Nói lộn. Bây giờ em đổi ý là đẹp hơn em thì em chịu. Nhưng mà nếu mà cái mặt của bạn ấy trẻ hơn em thì em không chịu. Xin lỗi, không có đâu hả? Em nhìn giống như con nít vậy đó, em đừng có lo. Trời đất ơi. Nói chung là 2 người này cũng rất là bản lĩnh ngoài xã hội, nên anh nghĩ rằng chúng ta đủ hiểu để cảm nhận về nhau. Bây giờ mình nghe một chút góp ý của người thân đi. Rồi hai bên gặp mặt nha. Đúng rồi. Em đi với ai vậy? Dạ em đi với anh rể của em. Em chào anh Quyền Linh, em chào chị Hồng Vân và tất cả khán giả tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Nãy giờ qua xem chương trình thì em thấy 2 bạn này là rất là xứng đôi. Thì em cũng hy vọng, cũng như gia đình hy vọng 2 bạn này sẽ có một cơ hội tiến đến xa hơn nữa. Còn riêng về vấn đề mà Phương Anh đẹp trai quá, em cũng đừng ngại, đừng lo. Đẹp nhưng mà hiền lắm. Em cứ yên tâm, tốt bụng lắm. Cảm ơn em nhiều nha. Dạ, có chương trình. Em đi với ba mẹ và một người chị và 2 người bạn của em. Dạ, kính chào MC Quyền Linh và MC Hồng Vân. Dạ, chào cô. Tôi là mẹ của Mai Trang. Thì qua nãy giờ đó là quan sát cái chàng trai này thì tôi thấy là chàng trai này cũng hợp với con gái. Thì con nên cho bạn một cơ hội. Chú thấy được không chú? Sau này 2 người mà kết hợp nhau rồi, chú có thể chịu nổi cái tính tình của con gái tôi không? Nó khó lắm. Dạ, cái này thì tính tình nào thì con cũng chịu được hết. Cái công việc của con nó tiếp xúc khá là nhiều người á, cho nên là con biết tính hết tất cả mọi người thì sao con cũng chịu được hết. Cảm ơn chú. Cảm ơn. Ba rất là thực tế. Ủa em khó tính dữ lắm hả trời? Em thấy em đâu có khó tính gì đâu. Khó đó. Đẹp hơn tôi không chịu rồi đó. Đẹp hơn tôi không chịu rồi đó. Nói chung là 2 này dễ thương. Có thể trò chuyện nhau xem hợp hay không rồi mình tiến hành bấm nút ha. Mở rào. Bắt đầu đi Phương Anh. Dạ. Anh có món quà anh tặng em. Hy vọng là em sẽ vui với món quà này. Cảm ơn anh ạ. Em cũng có món quà nhỏ xíu xíu tặng anh. Dạ, anh cảm ơn em. Dạ. Mở ra cho mọi người thấy coi tặng quà có ý nghĩa gì không? Một chai nước hoa đúng không? Đúng rồi. Cái chai nước hoa đó thì anh mong là ví dụ sau này mình có hẹn hò với nhau á, thì mỗi lần khi đi với anh đó thì em sẽ sử dụng mùi nước hoa đó. Dạ. Dạ đó anh. Nước hoa của em thì nhỏ thôi, nó là một cái đồng hồ cát. Em mong muốn là chúng ta sẽ sử dụng tốt cái quỹ thời gian của mình. Em thấy không, tuổi đó mà cái mặt mình rất là non nè, thấy không? Dạ. Không, em yên tâm đi em, về cái vấn đề mà ví dụ mà anh đẹp hơn em á, không có chuyện đó đâu. Tại vì ví dụ mà đi ra ngoài á, em mà có đẹp á, anh tự làm xấu mình. Bình thường thì anh có sở thích gì khi mà anh rảnh? Nếu mà rảnh mà áp lực nhiều quá thì anh hay làm thơ. À quên nữa, trong đó có một bài thơ em có thể mở ra đọc. Đúng rồi. Anh yêu em, điều đó là sự thật. Ngay từ những giây phút đầu gặp nhau, chờ đợi em đã từ biết bao lâu. Người con gái có nụ cười tỏa nắng, làm tim anh chắc đêm nay sâu lắng. Cứ nghĩ về hình bóng của người thương, làm tim anh cứ suy nghĩ vấn vương. Không biết anh có phải người em chọn, nguyện chở che bảo vệ em đến đoạn cuối con đường người đời gọi là tình yêu. Em đừng suy nghĩ chi nhiều, những lời anh nói là điều thật tâm. Mới nãy anh chia sẻ thì em có thấy là anh có yêu cầu là ba mẹ anh phải chấp nhận em thì mới được. Thì như vậy là anh có yêu cầu là khi mà về thì em phải làm dâu hay không? Tại vì anh là con một á, cho nên là chuyện làm dâu á thì chắc chắn là phải về. Vậy là chắc chắn là anh sẽ phải ở Cần Thơ và không có đi nơi khác được. Không, anh có thể anh làm việc ở nơi khác được. Đó là lúc mà anh chưa lập gia đình đó. Dạ. Còn nếu mà lập gia đình rồi thì anh muốn về là Cần Thơ. Ủa nhưng mà em là quản lý resort thôi đúng không em? Dạ không, em chỉ là quản lý kinh doanh thôi. Kinh doanh của cái resort đó đúng không? Dạ đúng rồi. Cần Thơ thiếu resort nhiều lắm quá luôn. Đơn giản, dạ, phát triển về cái ngành, cái công việc của em. Trước đây thì em cũng có học, em học ở Đại học Cần Thơ, cũng có sống ở Cần Thơ một thời gian. Chuyện này không có khó đâu. Bây giờ thế này nè, em có thể tiến gần lại nắm tay cô gái ấy và để xem cái điện của cô ấy truyền qua mình thế nào, cảm xúc về con người thế nào. Đó, mạnh dạn lên. Nào, Phương Anh. Anh xin phép nắm tay em nha. Cũng khá lâu anh không có được nắm tay phụ nữ, nên là cảm giác thì cũng khá là thích. Thôi ở đây anh xin hát tặng em một bài hát. Ánh mắt yêu thương ta trao phút giây ban đầu, cảm giác yêu nhau cho ta luôn nghĩ đến nhau. Có lẽ hôm nay hai ta sẽ yêu nhau rồi, mình cùng chung lối nhé em người ơi. Anh sẽ bên em, ôm em những khi em buồn, anh sẽ ru em cho em yên giấc ngủ ngon. Nhưng lúc cô đơn anh vẫn giữ em trong lòng, dành trọn con tim nguyện trao đến em. Em thấy này, em cũng thấy anh rất là mát, rất là chân thành. Mới nãy giờ em thấy mắt anh nó cứ ướt. Không biết có phải là anh kích động quá hay không? Thực sự thì cũng có một chút. Em hy vọng là em cũng sẽ có cơ hội để chia sẻ với anh những điều khiến cho anh mệt mỏi trong cuộc sống. Rồi, hết thời gian. Để tay vào nút bấm. Nãy giờ thì chúng ta đã có cuộc trò chuyện cũng khá lâu. Bây giờ các bạn có 30 giây để nhắm mắt lại, kiểm tra tất cả mọi thứ xem đây có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không, xem con tim mình có rung động với đối phương chưa. Nếu có, chúng ta đừng ngại ngùng, bấm nút kiểm tra và chúng ta quyết định sau 3 tiếng đếm. Chuẩn bị 1, 2 và 3. Hết thời gian. Chúc mừng. Hãy nắm tay nhau và xin phép mà hai bác cho tụi con bắt đầu hôm nay được hẹn hò với nhau và hứa với hai bác điều gì đi. Thì trước tiên con xin cảm ơn hai bác về món quà mà hai bác đã tặng cho con ngày hôm nay. Thì con hứa là sẽ trân trọng món quà này và sẽ bảo vệ nó đến cuối con đường mà con đi. Dạ, con xin cảm ơn hai bác. Chưa có tặng đâu, mới gửi thôi. Dạ. Nếu như mà bên em với anh ấy tiến tới được với nhau thì em cũng hy vọng là gia đình mình sẽ ủng hộ. Em sẽ cố gắng để cải thiện mình cho phù hợp với gia đình. Dạ, con xin phép hai bác cho con được hôn em. Rồi. Tôi còn thấy ông già dưới bấm coi ngày luôn nè. Coi tuổi đúng không bác? Thấy chưa? Ngồi bấm thôi. Coi tiếng sủ dần mèo thình tỷ ngon mùi thân. Coi tụi nó hợp tuổi không? Thấy chưa? Tôi để ý từng ly từng tí luôn. Nói chung là tất cả vì hai đứa hết. Rồi chúc hai đứa sẽ sớm thông báo tin vui với tôi. Em chào chị Ngọc Lan, chào anh Quyền Linh và bạn trai cùng tham gia chương trình và chào quý vị khán giả. Em xin giới thiệu về mình, đó là em tên là Bùi Thị Thanh Loan, quê ở Quảng Ngãi, sinh năm 90, hiện đang làm nhân viên văn phòng về mảng kiểm tra chất lượng phần mềm ở quận 3. Bà nở vai quận 3 vậy, vậy dạ thưa anh là em làm ở quận 3 còn ở thì ở Thủ Đức với em trai ạ. Loan ở Thủ Đức với em trai. Còn Viên là ở với ai? Còn Viên là ở với ai? Ở Hồ Chí Minh một mình, ở một mình mình ở nhà mình ở nhà mình thuê, em ở thuê nhà trọ, còn kia là ở với gái ha, gái ha. Rồi trai, đó là lý lịch tiếp theo, đó là lý lịch nhà trai nhà gái. Rồi gái rồi ạ. Nhà gái bây giờ chúng ta có khuyết điểm như thế nào? Đầu tiên em xin phép chia sẻ về khuyết điểm á, khuyết điểm này em khá là ít nói và ưa sạch sẽ. Còn về ưu điểm là em biết lắng nghe và nấu ăn em tốt và có khả năng nấu tiệc được cho 20 người. Ngoài ra thì trong công việc thì khá là tập trung ạ. Ủa cái chuyện mà mình sạch sẽ, cái chuyện mình bị sạch sẽ là ưu điểm hả? Em cũng biết cái chuyện nhưng mà em sạch sẽ thấy quá chị. Không sạch sẽ quá cũng là khó chịu, quá cũng khó chịu cho người khác đó. Bắt cái trường cái gì cũng bắt cái học bụi, cũng quét cho nó sạch cũng mệt mỏi lắm á, Biết rồi nhưng mà cái gì cũng mấy mệt lắm. Kìa cái con bụi kìa quần áo kìa, cái gì cũng nói mệt lắm. Cái tật xấu rồi mình còn cái tật xấu gì không? Đó, nhà gái đơn giản vậy, nhà gái đơn giản vậy thôi. Rồi nhà trai, ưu điểm là gì? Ưu điểm của em thấy là trung thực. Nói chung là em biết gì nó nói sao nó vậy. Thứ hai là bên em thì rất là chịu khó trong công việc, học hành cũng giống như là trong các cái mối quan hệ. Thứ ba là cũng rất là nhiệt tình, giúp đỡ mọi người, hỗ trợ các anh chị trong công việc như là đối với bạn nữ cũng rất là quan tâm chu đáo. Tuy nhiên là nhược điểm thì có thể là đến từ cái ngoại hình thì nó không có được gọi là bắt mắt và thu hút cái nhìn, nên là nó dẫn đến là đến tham gia chương trình mình tự ti cái chuyện bắt mắt cái quạt mỗi người có quan khác nhau, có đôi người này nhìn thấy sao giống như anh thấy anh nhiều người nhìn thấy anh mập lùn, ngoại hình ra sao trời ơi vậy mới khỏe đó, nhanh anh chê đúng không? Tùy theo người có người nó tròn, mặt tròn dễ thương quá, có người ghê tròn mặt cái ghê, ví dụ vậy, vậy ok rồi, Lan có người chê mình đỉnh đá qua được không? Thật ra những cái suy nghĩ, lo lắng những cái suy nghĩ chồng mình sống khỏe rồi, chồng mình ốm khỏe đó bình thường đó, lo lắng gì nha. Bây giờ thôi, mình đúng rồi sao? Dạ thì em có hai mối tình, mối tình gần nhất chia tay cách đây là hơn 2 năm. Mối tình nó lâu không? Khoảng 8 tháng. Chắc cũng không sâu sắc gì lắm đúng không? Nó rất là sâu sắc, 8 tháng là sâu sắc. Mối tình đầu đó, mối tình thứ hai rồi, mối hai luôn hả? Quan điểm của em khi mà quen xác định quen bạn nữ á, quen là để cưới, không phải là nên thành ra là tìm hiểu rồi đến gia đình, không gia đình rồi có nhưng mà mới có 8 tháng mà sâu sắc vậy, 8 tháng mà sâu sắc vậy tùy cách quen rồi tới gia đình rồi sao, tới gia đình rồi sao người ta là tới nhà sao là gia đình của bạn nữ là bên Công giáo, em cũng đã đi học đạo rồi, tuy nhiên thì trong quá trình quen thì nói chung thì những cái yêu cầu đối với nhà gái nó cũng không đáp ứng được, với lại thứ nhất thứ hai nữa là bạn nữ cũng còn tương đối trẻ, bạn 25 tuổi thì cái tình cảm của bạn nữ có lẽ là chưa sửa đủ quyết tâm để mà vượt qua những cái rào cản về tôn giáo. Rồi mối tình thứ hai đó là mối tình thứ hai là sau 8 tháng luôn, sau 8 tháng luôn. Rồi thôi vậy cũng chưa có gì, cũng chưa về là giờ mình coi bên đây có mấy mối tình qua không, nhà gái thì qua không nhà gái. Gái em được tình duyên sao? Tình duyên của em thì em cũng trải qua 2 mối tình ạ. Giống bên kia ha, dài nhất mấy năm? Dài hơn 1 năm ạ. Hơn 5. Là bao lâu? Sáu tháng. Vậy cái hơn năm đó, lý do sao chia tay? Kiểu như là tính chuyện hôn nhân nhưng mà hai người không có thống nhất được năm. Rồi khi mà đó thì em có gặp là khó khăn về kinh tế, em muốn dời lại cái thời gian rồi kết hôn á, nhưng mà ảnh thì ảnh không đồng ý. Thế sau này phát sinh nhiều cái quan điểm nó trái ngược nhau quá nên thôi là dừng lại để cho hai người tìm được hướng đi tốt hơn cho mình, tìm được người phù hợp hơn cho mình. Nói chung là chúng ta chưa có gì ha, căng thẳng lắm. Bây giờ mình mối tình bắt đầu mới nè, cái sự kính chặt mới trong tình yêu, em mong muốn tiêu chí một mẫu hình lý tưởng của người bạn đời như thế nào? Về tiêu chí thì em mong người đó là điềm tĩnh và cái suy nghĩ trưởng thành và sống yêu thương tình cảm, và một điều nữa đó là người đó ích kỷ. Thầy giáo bên kia đáp ứng gần như hết. Em có coi trọng ngoại hình không? Chủ yếu đạo đức đúng không? Ngoại hình đẹp mà không có đạo đức không đúng không? Ngoại hình gian được, như anh thì quá được rồi ạ. Vậy mà có người nó mập ghê, á. Cảm ơn em đã khen, ngoại hình rồi. Tự nhiên mình lỡ quê Mấy người gặp tụi nó Quyền Linh mập ghê quá. Vậy đâu có mập đâu đúng không? Có nhiêu đâu? Chín mấy ký gần trăm thôi. Tả mấy. Bỏ qua chị. Bây giờ mình hỏi đúng mẫu lý tưởng của nhà trai nè, Mẫu lý tưởng của em thì bạn nữ thì ngoại hình là dễ nhìn là được rồi. Hai nữa là quá dễ nhìn. Để bao nhìn luôn. Tuổi đời thì nhỏ hơn em, chiều cao hơn em chút xíu là được. Đó. Bên đây 80, tuổi nhỏ hơn tuổi. Gì nữa? Công việc thì có thu nhập là được rồi. Bên đây ngang cũng được, yêu nhau là cỡ nào, quan trọng mập với ốm, nhỏ đi về giờ đó. Công việc thì có thu nhập là được, bao thu nhập, thấy nghe nói không? Về tính cách thì hy vọng là bạn nữ là một cái người biết cư xử, biết yêu đâu lòng thôi. Ai cũng biết cư xử, ai cũng biết cư xử người ta, cư xử với người ta, người ta cư xử đến, người ta cư xử đến mình hiểu không? Em nghĩ là điểm em thích, em thích nữ cái tính cách nữ, cái tính cách nào nhiều thích không? Nói nhiều thích. Nếu mình người mình thương mà nói nhiều em cũng thích không sao? Mình thương là chấp nhận thôi. Thì thường thường như vậy không hoài mà thật sự thì ta hay nói gọn nói nhiều em đỡ mệt. Vậy nói đi, nói đi, nghe mệt hơn nghe cái càm ràm mà đứng càm ràm tay càm ràm vô lỗ tai em ơi. Yêu là cái gì? Ta yêu là cái gì? Cỡ nào càm ràm hoài, cỡ nào càm ràm hoài. Còn gì không thích không? Còn gì không thích không? Trời bạn đơn giản, Em không thích điều gì đàn ông, nè. Có thuốc không? Dạ không, em không hút thuốc, không điều đi. Gia trưởng có, gì nữa? Gì nữa? Trời ơi đơn giản, Thật ra, bây giờ không có gia trưởng, bây giờ không có gia trưởng, ít lắm rồi, bớt nhiều rồi. Mày với làm một người, mày với làm một người, biết cái này nó thiệt. Phụ nữ bây giờ phải dùng lên, đi, biết mặt thanh niên, biết mặt phụ nữ, chúng ta phải dùng lên cho thanh niên, biết mặt. Mình đàn ông biết mặt cái gì mình cái gì cũng không tính tới vậy thôi. Thử rồi mình dùng lên, tái mặt liền, không tái mặt liền, đúng không? Tái biết, vậy nè. Dùng lên quá, cũng đừng cá tính, phải dùng dần thôi, phải dùng dần thôi. Đùa thôi, chứ tôi là gọi là cái người mà gọi là lý tưởng không đó, cái người mà không thấy lý tưởng nó tôi dễ thương, xinh đẹp, cá tính, Mình bớt khen nhau được không? Hơi khùng. Mình đừng có khen nhau nữa, thôi làm ba, người ta. Ta nhìn thấy phụ nữ thế nào, đặc điểm nào. Rồi, nói chung là hai người này, đúng rồi, Giờ mình hỏi người thân đi, em biết ai. Bà má rất là nghiêm túc, Rồi, chào cô chú nhà trai. Dạ. Sao giờ cô chú thấy sao này được không? Giàu tương lai được. Xin chào Quyền Linh, xin chào Ngọc Lan, xin chào hai con, xin chào tất cả mọi người có trong khán phòng hôm nay. Thật sự đến hôm nay mà chương trình mà tạo được cơ hội nhiều cho các cháu như vậy là tôi thấy quá được tuyệt vời rồi. Còn nhìn cái nữ thế này thì quá tuyệt vời thôi. Còn cái chuyện mà nó đến với nhau không được thì nó cũng là tùy cái duyên thôi. Chứ còn ở đây thì tôi thật là nó viên con đầu cũng mong muốn lắm. Có dâu có cháu rồi chứ người ta tuổi thì cũng cao rồi. Và thật sự đó là mong muốn. Thì nếu mà đã đến đây rồi thì đôi bên cho nhau cơ hội tìm hiểu với nhau. Còn lời sau cuối cùng nữa thì tôi xin cảm ơn chương trình. MC Quyền Linh, Ngọc Lan, rồi ekip chương trình đã tạo cơ hội cho các con gặp nhau. Và xin hết lời. Mời cô có ý kiến, Giàu Tương Lai. Giàu Tương Lai nhưng mà không thấy hợp nhưng mà không. Cô cầm đi đâu? Nói chung là lên đây rồi thì hai con cho nhau cơ hội là tốt. Nhưng mà cô nhìn thấy nè, riêng mà thấy nè. Nói chung là con người ta được hết, chắc được. Con mình được, con mình được. Dâu, có làm dâu khỏi làm dâu ha, khỏi làm dâu thì thằng nó chắc là mình ra đi chứ là thật ra làm dâu giờ, chứ làm dâu giờ mày chồng cực lắm, làm dâu là mày chồng, chăm sóc con cái rồi về mở thứ cho dâu, về mở cửa dâu nhà thằng nấu cơm, thậm chí rất nhiều bà mẹ chồng làm gì bà mẹ chồng làm gia đình mẹ chồng đại đa số mày chồng nấu nướng cho con dâu, giặt giũ quần áo con dâu, vậy đó, người ta đừng sợ làm dâu nha em, Cảm ơn nhà trai, em gái đi về, chị bạn hả? Dạ, chào nhà gái, xin chào MC Quyền Linh, MC Lê Ngọc và xin chào Ngọc Lan, xin chào khán giả trường quay. Em tên là Thùy, là bạn thân của Lan. Thì về Lan thì tính cách là rất là đảm đang và cũng sống tình cảm. Thì em thấy bạn trai trong này là cũng chân thành và có nhiều điểm tương đồng của Lan. Thì em nghĩ hai bạn cũng nên cho nhau cơ hội để mình có thể tìm hiểu kỹ hơn và giúp đỡ việc có thể tiến xa hơn. Rồi, cảm ơn phần chia sẻ của nhà trai và gái. Rõ rồi ha, Bây giờ mình nói chuyện đi coi thử, Lý sao nha. 2, 3. Mở nào. Bắt đầu đi Viên, Đứng lên, Thì anh Viên có bông tặng em. Hy vọng là những lúc em khỏe, anh nhìn vào nó sẽ thư giãn và ví dụ nhìn cái nó sẽ nhớ. Hai bạn là coi như là không bao giờ gặp nhau từ xưa. Đây là đầu tiên duy nhất gặp nhau đó, các bạn cảm nhận thế nào nè? Dạ thì cho anh nói trước ha. Cho anh nhất là nhìn em thì rất là dễ thương. Nhưng mà về tính cách thì anh nghĩ là ổn đây gì cả. Hy vọng là sẽ có cơ hội để làm quen và tìm hiểu em. Dạ, em cảm ơn lời nhận xét của anh ạ. Em cũng xin chia sẻ cảm nhận của mình về anh ạ. Thì lần đầu tiên mình gặp nhau thì cái cảm nhận đầu tiên thì cảm thấy anh là người khá hiền và có tiếng gì đó gọi là khá là vui vẻ. Còn về tính cách thì thật sự thì em nghĩ thì sẽ cần thời gian để mình tìm hiểu thêm. Chứ thời lượng chương trình nó cũng có hạn, cho nên là mình cũng không thể hiểu được sâu được. Cho nên em cũng hy vọng là chúng ta có cơ hội để mà tìm hiểu tiếp cận. Cảm ơn em. Thì anh nói thì thật sự thì anh nghĩ rằng là trong cái khi mà mình quen bạn nữ thì anh khá là chủ động, anh sẽ cố gắng tại mình quen mà mình sẽ cố gắng là mình thay đổi, mình thích nghi với bạn nữ, nên là cái vấn đề đó thì có thể là em có thể yên tâm. Nhưng mà anh cũng rất là thoải mái, chứ không phải là rất là trẻ trung và thoải mái, không có căng thẳng gì. Dạ. Cảm ơn chia sẻ của anh ạ. Em cũng thích một người tính cách như vậy ạ. Ví dụ như xảy ra cái điều gì không ưng ý thì với tính cách của anh thì hai người sẽ tìm được tiếng nói chung dễ hơn ạ. Cho em hỏi một chút là anh có ngại người ít nói không? Bởi vì em khá là ít nói. Không sao, anh nói buồn không ạ. Thì đó, thì thật em biết là anh có thể nói 3-4 tiếng đồng hồ liên tục không ngừng mà gì cả. Dạ. Vậy thoải mái, khá là ok ạ. Yên tâm. Ví dụ như em nói nhiều thì anh sẽ lặng lặng cho em nói, không gì cả. Anh nghĩ như thế nào về cái việc là hai người yêu nhau ngoài tình cảm thì cái gì sẽ quyết định cái cuộc tình đó hay là đi đến hôn nhân nó lâu dài? Anh nghĩ là ngoài cái chuyện yêu ấy, cảm xúc nó còn phải có một chút gọi là sự tin tưởng lẫn nhau nữa. Mình tin nhau, nhưng mà cái niềm tin đó thì nó được xây dựng từ cái việc là mình thật sự muốn tìm hiểu đối phương thì mình sẽ tin nhau. Và trong cái khi mình làm quen với nhau đó, anh nghĩ là có gì thì mình chia sẻ, mình thẳng thắn với nhau. Ví dụ như là anh này cái đó, anh cái này, tương tự như vậy thì mình sẽ có dễ dàng tìm được nói chung hơn, mình sẽ dễ có đến nhau hơn. Tuy nhiên thì anh nghĩ rằng là anh là con trai, anh sẽ chủ động, anh yên tâm, anh sẽ chủ động chứ không có để cho bạn nữ phải là một người chủ động. Dạ. Anh sẽ bày vẽ là đủ thứ tùm lum hết. Bạn nữ cảm thấy là ấy, nhưng mà em cứ thoải mái, em không cần áp lực. Đôi lúc nhìn thấy ủa ông này là giảng viên thì ông phải mô phạm đi, ông là cứng quá. Nhưng mà em cứ thoải mái đi, anh cũng là si tin biết là để anh giảng sinh viên mà. Dạ. Các bạn trao đổi nhau về quan điểm của mỗi bên, gia đình của mỗi bên đó. Anh biết không anh? Nói chung là em làm là con nhà nông rồi, cái gì cũng biết. Còn chuyện hôn nhân thì anh nghĩ là anh chưa nghĩ. Anh có nghĩ đến nó nhưng mà anh không quá đặt nặng khi mà anh tìm hiểu một bạn nữ. Nhưng mà nếu phải nói về chuyện hôn nhân thì anh nghĩ là hôn nhân thì mình cứ chia sẻ với nhau. Cho anh hỏi câu hỏi cuối ạ. Đó là khi mà tìm hiểu nhau, quen nhau thì trong thời gian bao lâu thì anh cảm thấy là tiếp tới hôn nhân thì hợp lý ạ? Anh nghĩ nó còn phụ thuộc vào bạn nữ nữa. Tình cảm nếu đủ chính thức thì có thể nó là 6 tháng, 9 tháng. Còn biết nó có thể nhanh hơn, có thể chậm hơn. Đó là anh nghĩ nó tùy thuộc vào cái mối quan hệ và tìm hiểu hai người nữa. Dạ, em cảm ơn ạ. Ngược lại thì anh nghĩ sao? Thật sự thì em nghĩ thời gian nó không quan trọng lắm, chủ yếu là chia sẻ, đồng cảm và khi mà xảy ra chuyện thì cùng nhau giải quyết như thế nào, tìm được tiếng nói chung hay không, và kiểu như là khi trong cuộc sống hôn nhân thì mình cần tính là khoan dung nhau và tôn trọng nhau thì em nghĩ thì nó sẽ bền và đi được xa hơn. Nói một chút về tương lai, bây giờ hai nhau rồi, tìm hiểu nhau rồi, đến với nhau ở đâu, phát triển đâu, ở đâu mình hiểu nhau, mình vẽ một tranh về gia đình đi, có hợp với nhau không, không? Em xin chia sẻ về bản thân trước, tức là công việc của em thì em xác định là em sẽ định hướng ở Sài Gòn. Mà gắn bó với nó. Còn không biết công việc của anh sẽ định hướng như thế nào và như thế nào? Chắc chắn sẽ làm việc ở Sài Gòn. Dạ, anh không có ý định đi khác. Dạ. Vậy thì khá là phù hợp rồi. Anh chắc chắn sẽ làm ở Sài Gòn. Dạ. Anh yên tâm. Hai bạn dự tính khi nào thì nhà trai được, qua nhà gái được. Tiến tới hôn nhân. Dạ thì như em nói lúc nãy nó cũng tùy thuộc vào cái sự tìm hiểu nữa và cái tình cảm của hai bên nữa. Riêng về phía em thì em hy vọng là nó sẽ không quá một năm. Tại vì em biết rồi, anh cũng có tuổi rồi, tuổi không phải là trẻ, không phải là già nhưng mà cũng đã lớn tuổi và anh nghĩ rằng là 1 năm á, 9 tháng 1 năm thì đó là thời gian đủ để tìm hiểu nếu thật sự muốn làm quen. Dạ, em cảm ơn chia sẻ của anh ạ. Mình chia sẻ nhau về mặt tiền bạc chút đi, tiền bạc ra là rất nhiều cặp đôi khi mà lấy nhau đó, khi về nhà cơ má gầu tiền này kia rồi á, tiền kia rồi á, người này quản lý kia xảy ra mâu thuẫn rất là nhiều. Bây giờ mình chia sẻ, mình về quan hệ chút xíu về quan tiền bạc đi, tiền bạc đấy trong gia đình đó, kinh tế trong gia đình đó. Anh nghĩ rằng là anh không có thích giữ tiền. Thật sự bây giờ thì anh thích em giữ tiền hơn, anh sẽ đưa tiền nếu mà anh không có thích anh giữ tiền em cứ giữ đi, nhưng mà dĩ nhiên nếu hay là người tới lý quá em sẽ để lại cho một cái giỏ cho anh để. Cảm ơn chia sẻ của anh, nhưng mà thật trường hợp là em cũng không thích giữ tiền, nhưng mà em thích là cả hai cùng giữ tiền. Không ai thích giữ tiền. Sao có người cái giữ dầu, có người giữ dầu không thích tiền. Thấy ai nói là tôi giữ tiền tôi khi á, trong hôn nhân ra nói vậy thôi nhạy cảm trong vấn đề này, cái người giữ tiền, mỏi mà cái người không giữ tiền cũng mệt mỏi. Hai bạn này rất là điềm và trưởng thành, bạn rất là sâu sắc luôn. Khi mà hai bạn đã quyết định đến hôn nhân, hai bạn sẽ tự giải quyết vấn đề đó và dàn xếp vấn đề đó. Hợp lý. Hai bạn nói tiếp tục về hôn nhân đi, về con cái. Em có thích nói về đó không? Hay là? Dạ, em cứ nói lại. Theo anh thì anh không, mình cứ vui vẻ, đúng không? Giống như là con cái thì ai cũng mong. Tuy nhiên là nó cần có một cái sự chuẩn bị cả về sức khỏe, cả về tâm lý và cả điều kiện về tài chính, kinh tế nữa. Thì có thể là mình có thể cưới nhau, đóng nhau với nhau, hôn nhân thì có thể tìm hiểu, có thể yêu đương và những vợ chồng son khoảng 1 năm chẳng hạn. Thì sau đó hãy tính đến chuyện con cái. Và khi nào bạn nữ cảm thấy sẵn sàng, nhưng anh nghĩ rằng là nếu tụi em thì em sẽ sẵn sàng. Dạ, em thì cũng từng nghĩ vậy, nhưng mà cái gì thì mình cũng phụ thuộc vào cái duyên ạ. Thích mọi chuyện thì nó theo tự nhiên thì nó sẽ tốt hơn ạ. Còn cho em hỏi là anh có quan trọng con trai hay con gái không ạ? Không, anh không quan trọng. Con nào cũng là tốt. Dạ, em chỉ có câu hỏi đó ạ. Nghĩ sao có con là thích bạn này rất là xa, đó là kinh tế chuẩn bị cho đủ rồi mới có hay. Hai bạn nói rất hay. Các bạn rất là bạn, các bạn rất là có có suy nghĩ là thoáng, rồi anh nghĩ là đầy đủ để quyết định. Bây giờ chúng ta sẽ đến nhau, chúng ta cảm xúc lại gần nhau hơn, Các bạn hãy nhìn thẳng vào mắt nhau, nhìn thẳng đáy mắt nhau để tìm ra gì đó cảm xúc rung động đó. Bây giờ nói chuyện với cô gái, tôi cảm nhận cô ấy mình cảm nào, có một chút rung động, có cảm xúc gì đó mình nói cho biết đi, Bạn Lan thì rất là dễ thương. Cái Lan thực sự là một người phụ nữ rất là trưởng thành và rất là chín chắn trong cái mối quan hệ như là định hướng cho tương lai, thì em nghĩ rằng đó là một cái điều rất là tốt và em rất là tôn trọng đó. Ngược lại. Dạ, cảm nhận của em về anh thì là một người gọi là suy nghĩ chu đáo, điềm tĩnh và gọi là mọi thứ đều là suy nghĩ rất là gọi là có thể chuẩn bị hết rồi. Người đàn ông đó tin cậy để mà cho em dựa vào. Dạ, cảm xúc ban đầu em ít hát mà cũng không có tục lời nên là cho phép em là cầm giấy hát cho tôi một đoạn nào đó. Dạ, cầm giấy hát bị rất kỹ nha, Em mới sáng nay em xin được hát bài Bức Thư Tình đầu tiên của câu. Móc bức thư ra hát. Khi anh đưa mắt nhìn em qua tấm gương, ta đã gặp nhau bối rối thật lâu. Đêm nay dường như những ánh mắt muốn đi kiếm tìm nhau. Anh muốn nói với em những điều thật lớn lao, sẽ luôn ở đây nơi tim anh tình yêu bất tận. Phút giây anh nghẹn lời vì biết em yêu anh. Thầy giáo ơi, cố gắng học bài lắm nha. Dạ, em cũng có một khúc hát muốn tặng cho Đinh Anh ạ. Đó là bài đoạn trong bài Ở Hai Đồng, nhớ ạ. Đêm nghe tiếng mưa rơi, đến mây chiều hàng rồi mà chưa vơi nỗi nhớ. Ở hai đầu nỗi nhớ yêu và thương sâu hơn. Ở hai đầu nỗi nhớ mối tình đầm thắm hơn. Xin hết ạ. Trở về ghế của mình, để tay vào nút bấm các bạn. Bây giờ các bạn để chúng ta phải đưa đến trái tim của mình. Kiểm tra lại một lần nữa các bạn, tim mình chưa sự rung động chưa? Sau khi trò chuyện, nghe người thân nói nhau, cùng hát với nhau, nhìn thẳng vào mắt nhau. 30 giây suy nghĩ và đưa ra quyết định nha các bạn. Chuẩn bị thật kỹ. Bấm nút là phải có trách nhiệm quyết định của mình. Các bạn sẽ đưa ra quyết định sau 3 đếm của Ngọc Lan. 1, 1, 2, 2, 3. Nói thiệt là nghe hai bạn mà tôi hạnh phúc vô cùng luôn. Nào, chính thức các bạn hẹn hò với nhau, nắm tay nhau nào. Hãy nắm chặt tay nhau nha, hãy vượt qua dòng chảy, vượt qua đầy bão để hướng đến tương lai. Bây giờ có ba mẹ ngồi đây, nói gì với ba mẹ đi. Dạ thì con rất là cảm ơn ba má đã hôm nay đến dự. Con cũng rất là cảm ơn bên gia đình phía bạn nữ đã đến dự. Cảm ơn. Dạ, con cũng xin chào hai bác ạ. Thật sự con cũng cảm ơn những lời nhận xét của hai bác dành cho con ạ. Và cũng nhờ vậy mà con và anh bấm nút để mà tìm hiểu tiếp ạ. Con hy vọng thì qua chương trình này thì hai người sẽ có kết quả tốt đẹp ạ. Bác gái rất là xúc động. Đã rơi nước mắt rồi. Hôm nay anh nghĩ rằng là rất là nhớ hết. Ta nói giữ lấy. Làm sao để tròn vẹn hạnh phúc cho hai em nhé. Hai em hạnh phúc. Một nụ hôn, một nụ hôn. Đánh dấu. Dạ xin phép là đến lên. Thôi em sẽ nắp con tay rồi. Tới. Thôi em tay này. Đây cũng món quà cho các bạn. Sản phẩm của Quyền Linh sản xuất và bán nơi bán được lúc không lúc này hơi ế. Tặng xài thử bữa nào đi đâu thấy xả rửa tay rửa chén ủng hộ nha. Sáng bán xà bông tối làm. Đây là bộ quà tặng đến từ Aloxin đến từ Amoi đến từ Aoi. Hết rồi. 72 giờ. Đây là bộ sản phẩm mắm Chí Hải, loại gia vị đặc trưng của gia đình Việt Nam. Đây là phần quà tặng đến từ Kim Giang, Nhật Bản. Còn nữa ạ. Chị Lan đi lấy quà. Đây là một phần quà tặng đặc biệt từ Nhật Bản. Hai bạn sẽ nhận được 20 triệu. Hai bạn đăng ký kết hôn với nhau. Hãy nhanh lên, rút ngắn lại mới được phần quà này nào. Món hoa đó. Lấy tất cả những gì người ta có này các bạn nhé. Và chăm sóc cái tình này nó đâm hoa để nó hạnh phúc. Chúc các bạn may mắn trong cuộc sống. Cảm ơn chị. bạn gái xuống, đỡ bạn gái xuống. Ok, ok. Đấy. Đấy, câu chuyện vừa trôi qua rất là nhanh, hẹn hò với nhau, bấm nút hẹn hò với nhau, họ đã có duyên chút xíu nữa, họ sẽ nợ với nhau, quý vị. Nếu có duyên nào thì họ sẽ gửi thiệt, rất là nhiều người đã gửi, rất là nhiều rồi. Hy vọng là như vậy. Còn bây giờ là như vậy. Còn bây giờ là sao? Cặp đôi thứ hai nào. Mời quý vị. Xin mời nhà gái, xin mời nhà gái. Chào nhà gái, mời nhà trai, Ngồi đi em trai, Xin mời nhà gái giới thiệu, Dạ, xin chào chị Ngọc Lan, chào anh Quyền Linh. Chào em, Dạ, em tên là Nguyễn Thị Ngọc Anh, năm nay em 31 tuổi, hiện tại thì em đang ở Hóc Môn nè. Ngọc Anh, làm gì Ngọc Anh? Em làm nhân viên bán hàng. Mời em trai, Chào anh Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan, chào bạn nữ bên cạnh, chào quý vị khán giả bên dưới ạ. Em là Lê Nhật Trường, em năm nay 32 tuổi, em sinh ra từ Thừa Thiên Huế và lớn lên ở Đồng Nai và hiện đang lập nghiệp ở quận 12. Trường làm gì 12? Trường em thì hồi nhỏ em có một ước mơ là lớn lên là mình sẽ làm cầu thủ, nhưng sau đó không được thì cũng có một ước mơ là lớn lên là mình sẽ gọi là làm ca sĩ, nhưng mà cũng không được và ông đời đưa đẩy làm sao bây giờ cầm cái kéo. Em là dân florist, chuyên thiết kế trang trí hoa tươi. Dạ, cũng là làm đẹp cho đời em. Dạ, cũng làm đẹp cho đời, làm hoa tươi cũng làm đẹp cho đời. Dạ, cũng là làm nghệ thuật mà, Thôi em cho nhà gái, biết điểm của em, đi. Ưu điểm của em thì em là người năng động, em có thể chơi thể thao. Trong công việc thì em có thể sắp xếp công việc vào làm việc và làm một cách nó nhanh nhất mình có thể để mà hoàn thành tốt công việc của mình. Đối với bạn bè anh em thì em chơi rất là gọi là chân thành với anh em bạn bè của em đó. Còn về em có thể nấu ăn, những là công việc mà gọi là cơ bản của người mình có thể mà để gọi là sinh tồn em làm có thể làm được hết. Đấy, tại vì em cơ bản em ra đường cũng rất là sớm, em tự lập rất là sớm cho nên mọi thứ em đều làm được hết. Còn điểm yếu của em có lẽ là em hút thuốc, em có hút thuốc, cà phê và thỉnh thoảng thì bây giờ độc thân mà thỉnh thoảng vẫn anh em bạn bè thì cũng có lâu lâu ra của anh em bạn bè ngồi nói chuyện với nhau, hoặc là em cũng có một nhóm bạn cũng nhạc nhân nghệ sĩ không những bạn chơi đàn, những anh dạy đàn ở nhạc viện, lâu lâu tụ tập nhau lại thì đàn hát rồi uống vài chai nói chuyện với chia sẻ với nhau cho nó vui. Đấy, và em có một sở thích nữa là em thích chẳng hạn đi du lịch đến những nơi mà xa thì em vẫn thích là đi xe máy hơn là đi phượt, đúng không? Dạ đúng rồi, đi phượt hơn là đi xe đò. Tại vì khi đi phượt xe máy mình có thể tự chủ động được mọi việc của mình. Đó cho nên đó thì sơ bộ em giới thiệu như vậy ạ. Mời nhà gái, giới thiệu về mình ưu điểm của em á là em thì rất là chân thành, rồi nhiều khi là khi mà làm việc á nói chung là rất có tinh thần trách nhiệm với công việc. Cũng hòa đồng, cũng vui vẻ, lắm lúc thì vui vẻ quá thì kiểu như không vậy á. Tại vì em làm công việc bán hàng nên bắt buộc mình phải vui vẻ hoạt bát á. Dạ. Còn thì khuyết điểm của em thì lắm lúc thì cũng mít ướt, dễ cảm động, rồi đôi lúc thì cũng hơi khá khó tính, kiểu như không biết cái nết mình sao em. Không biết mình muốn gì, rất là khó tính khó nết, em cảm nhận em như vậy luôn á. Khó tính khó nết, cũng mệt lắm nha, Chị bạn này cũng hơi mệt, nhưng mà nếu mà đúng cái gu người mà đúng cái gu của bạn này sẽ là bạn này sẽ là như một con mèo để mà nghe theo thôi. Rồi, tình duyên của em trai, sao? Chính thức thì em trải qua 2 mối tình, đó là 2 mối tình chính thức. Còn lẽ tẻ cũng khá cũng khá. Không, cái đấy em sẽ thật, nếu mà lẽ tẻ thì em nghĩ cũng khá. Tại vì nếu mà chính thức thì chỉ có 2 thôi. Và mối tình mà cuối cùng kết thúc ở đây chắc hơn 4 năm rồi. Yêu mấy năm, tầm 1 năm anh. Yêu có 1 năm mà kết thúc 4 năm rồi. Dạ, kết thúc 4 năm rồi. Mối tình đó dài nhất 1 năm, Cả 2 mối tình của em đều gần 1 năm thôi. Gần 5 thôi. Dạ, gần 5 rồi. Tại vì các bạn bên này có em quen 2 người, cả 2 người đều gọi là có những thời gian sống thử với nhau. Và khi sống thử sẽ lòi ra được nếu mà những cái mà khuyết điểm của bản thân của đối phương mình sẽ nhận ra được, và lúc đó sẽ sống thật bộc lộ được hết, nên mình sẽ nhận ra được hợp hay không hợp, mà lúc đó mình sẽ biết được. Dạ. Cả 2 mối tình đều sống thử, hết. Rồi. Nhà gái thì sao? Tình trường của em thì em trải qua có 1 mối tình cũng cách đây khoảng 4 năm rồi. Thì thời gian mà làm bạn thì cỡ khoảng chính thức mà quen nhau thì chắc khoảng 2 năm. Dạ. Còn lại thì trong thời gian 4 năm đó thì cũng có tìm hiểu, chuyện người này người kia, nhưng mà chắc không có duyên, cũng không tới. Đàn gái dễ thương, Ví dụ mối tình này, chúng ta sống thử với nhau. Chắc em cũng là người phụ nữ kiểu khá chính thống á. Em nghe kiểu em cũng hơi ngại hả? Dạ, để chị qua chị nói về vấn đề sống thử chứ. Thử thôi mà, thử rồi làm gì vậy? Rồi làm gì vậy? Chào chàng trai, vấn đề mà sống thử, á, ra thì nó cũng có quá gọi là mới mẻ, bây giờ cái xã hội. Nhưng mà có khi nào bạn nghĩ rằng nó là do bạn sống thử với nhau trước, cho nên là khi mà xảy ra vấn đề không có, mình lại không có cái sự ra dễ bung ra, chúng ta dễ. Không, vấn đề đó em có thật sự mà nói á, cả 2 người em quen, em đều xác định là lâu dài, và chỉ 2 người đó em dẫn về nhà em có dẫn về gặp mẹ, gặp bà con trong nhà mấy thứ dễ hay nữa, tại vì em xác định rất là rõ. Khi mà yêu thương thật lòng là em xác định rất là rõ. Khi mà chia tay em mới thật, cái mối tình sâu đó, em buồn, em buồn quá, chắc 2 năm đó. Em buồn, nói chung là có thời điểm em không làm, em đi chơi, em ra Quảng Nam, Đà Nẵng, bạn em chơi, ở chơi đã đời em mới về em làm. Lý do sao chia tay? Em chia sẻ thật luôn. Bạn ấy là mẹ đơn thân. Và có những cái gọi là nó đòi hỏi nó quá cái khả năng của mình đó. Đòi hỏi về cái gì? Về kinh tế, về tình cảm, về tình cảm. Thôi mình không có nói, không có người đi qua đây. Qua những cái lần đó thì 2 lần chia tay đó. Có lỗi gì? Em thấy mình có lỗi gì không? Em có một cái nữa là em hơi nóng tính.